Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 2 năm 2016, cả nước có 1761 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 19,7%. Bình quân tiêu chí trên một xã đạt 12,9 tiêu chí, tăng 8,2 tiêu chí so với năm 2010 và tăng 2,9 tiêu chí so với đầu năm 2015. Cả nước có 17 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt nông thôn mới và 7 đơn vị cấp huyện đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ công nhận. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế như sự chênh lệch với kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới giữa các vùng miền còn lớn. Điển hình như tỷ lệ đạt chuẩn nông thôn mới của vùng Đông Nam Bộ là 46,4%, đồng bằng sông Hồng là 42,8%, còn vùng miền núi phía Bắc mới chỉ có 9,1% và Tây Nguyên là 15,5%. Mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đó là đến năm 2020, số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 50%. Mỗi tỉnh thành phố có ít nhất một huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tiêu chí mỗi xã trên cả nước bình quân đạt 15 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của dân cư nông thôn như giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã. Theo kế hoạch cấp điện và vận hành hệ thống điện được Bộ Công Thương phê duyệt năm 2016, sản lượng điện sản xuất từ thủy điện trong mùa khô là 25,687 tỷ kWh, cả năm là 63,455 tỷ kWh. Tuy nhiên trên thực tế, mực nước các hồ thủy điện cuối năm 2015 thiếu hụt so với mực nước dâng bình thường là 3,2 tỷ kWh, cao hơn kế hoạch được duyệt là 700 triệu kWh. Trong 2 tháng đầu năm 2016, mặc dù đã hạn chế tối đa việc huy động các nhà máy thủy điện khu vực miền Trung và miền Nam để giữ nước cho mùa khô, nhưng mực nước các hồ vẫn thấp hơn so với mực nước kế hoạch. Để đáp ứng đủ nhu cầu về điện, EVN cho biết đã và đang vận hành hệ thống điện linh hoạt hợp lý nhất. Đối với các thủy điện, EVN đã giao trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia theo dõi sát xa sao nhu cầu phụ tải, diễn biến thủy văn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phát điện truyền tải điện và các tổng công ty điện lực để có phương án vận hành hệ thống an toàn, tin cậy. Các công ty thủy điện phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương vùng hạ du để sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả nguồn nước các hồ thủy điện. Trước thông tin gói 30.000 tỷ đồng để dành cho vay hỗ trợ nhà ở chuẩn bị kết thúc vào ngày 1 tháng 6 năm 2016, nhiều khách hàng tỏ ra lo lắng về cơ hội để vay tiền mua nhà với lãi suất thấp không còn. Vậy câu chuyện về gói lãi suất này thực tế ra sao? Thời gian đối với gói vay ưu đãi như thế nào? Thông tin về gói vay hỗ trợ nhà ở sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 6 năm 2016 không sai. Bởi theo thông tư số 11/2013 ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo nghị quyết số 02 NQCP ngày 7 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ. Việc giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng đối với khách hàng từ nguồn tài cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước kết thúc khi Ngân hàng Nhà nước giải ngân hết số tiền tái cấp vốn, nhưng tối đa là 36 tháng kể từ khi thông tư này có hiệu lực ngày 1 tháng 6 năm 2013. Điều này có nghĩa là chỉ còn chưa đầy 3 tháng, chương trình cho vay ưu đãi gói 30.000 tỷ đồng sẽ kết thúc. Điều đó đồng nghĩa với việc những khách hàng giải ngân sau ngày 1 tháng 6 năm 2016 sẽ phải chịu lãi suất thông thường do các ngân hàng thương mại áp dụng. Đây là một trong những điều khoản quan trọng mà những người có nhu cầu vay mua nhà xong chưa được giải ngân trước ngày 1 tháng 6 sẽ phải lưu ý. Vì mức lãi suất người vay phải chịu không còn ở mức 5% một năm mà có thể lên tới hơn 10% một năm. Nếu các ngân hàng đưa những khoản vay này vào loại thông thường. Theo hiệp hội thép Việt Nam VSA, tháng 2 năm 2016, sản lượng tiêu thụ thép các loại đạt 918.995 tấn, tăng hơn 70% so với cùng kỳ nhưng lại giảm tới 12% so với tháng 1 năm 2016. Trong đó, xuất khẩu chiếm 19% đạt 178.365 tấn, tăng 7% so với tháng 1 năm 2016. Mặc dù sản lượng thép tiêu thụ trong nước còn nhiều hạn chế, song lượng thép nhập khẩu từ các nước lại rất lớn. Tính trong tháng 1 năm 2016, Việt Nam nhập khẩu tới 1 triệu 485.746 tấn. Đáng chú ý, thép Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam vẫn chiếm khá cao tới 62% trong tổng lượng thép nhập khẩu. Nhật Bản chiếm 15,6%, Hàn Quốc 9,3%, Đài Loan 8,3%, Nga 3,43%. Chính vì việc nhập khẩu các sản phẩm thép vào Việt Nam tăng mạnh, đặc biệt là thép Trung Quốc nhập khẩu ồ ạt, tăng tới gần 30% so với cùng kỳ, đã tác động rất lớn đến doanh nghiệp sản xuất thép trong nước, làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc làm của người lao động. Cùng với sự đầu tư lớn về tài chính cho xây dựng nhà máy, mua sắm thiết bị, nên một số doanh nghiệp sản xuất phôi thép lớn đã kiến nghị lên chính phủ, bộ công thương để có giải pháp giúp doanh nghiệp giảm khó. Ngày 11 tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Theo đó, về cụm thi, quy chế mới nêu rõ mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hai loại cụm thi, cụm thi cho thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học cao đẳng do trường đại học chủ trì. Phối hợp với Sở Giáo dục đào tạo, trường đại học cao đẳng khác tổ chức gọi là cụm thi đại học. Cụm thi cho thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông do Sở Giáo dục đào tạo chủ trì phối hợp với trường đại học cao đẳng tổ chức cụm thi tốt nghiệp. Bộ Giáo dục đào tạo nêu rõ, tùy tình hình cụ thể của địa phương Chủ tịch ubnd cấp tỉnh quyết định không tổ chức cụm thi tốt nghiệp mà tổ chức cho cả hai đối tượng thí sinh dự thi ở cụm thi đại học tại địa phương. Về quản lý và sử dụng dữ liệu thi khác với năm 2015, năm nay bộ giáo dục đào tạo cho phép các hội đồng thi công bố kết quả thi sau khi chuyển dữ liệu kết quả thi về bộ giáo dục và đào tạo và hoàn thành việc đối chiếu giữa dữ liệu kết quả thi gửi về bộ giáo dục đào tạo với dữ liệu kết quả thi lưu tại hội đồng thi. Bộ Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu thi của thí sinh. Các sở giáo dục đào tạo sử dụng dữ liệu thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Các trường đại học cao đẳng, trung cấp sử dụng dữ liệu thi để tuyển sinh. Chuyển sang phần tin quốc tế. Sau 2 năm đàm phán đầy căng thẳng, ngày 11 tháng 3, tại thủ đô La Habana, Cuba và Liên minh châu Âu EU đã ký kết một thỏa thuận chính thức bình thường hóa mối quan hệ song phương. Phát biểu tại lễ ký, cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách về đối ngoại và an ninh Federica Mogherini khẳng định đây là một bước tiến lịch sử trong mối quan hệ của 28 quốc gia EU và Cuba. Thỏa thuận đã thiết lập một cuộc đối thoại chính trị hiện có và định hình các tiêu chí hợp tác về thương mại đầy đủ cũng như viện trợ giữa các bên ký kết. Bà Mogherini cho biết, ngoài hiệp ước hợp tác khá toàn diện với nêu, EU sẽ tiếp tục tìm kiếm một cách tiếp cận xây dựng hơn để thuyết phục chính phủ của Chủ tịch Raúl Castro ký một số hiệp ước nhân quyền quốc tế. Sau khi tái thiết lập mối quan hệ chính trị vào năm 2008, Liên minh châu Âu và Cuba đã bắt đầu các cuộc thương lượng về hiệp định khung từ tháng 4 năm 2014 dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Theo giới quan sát, thỏa thuận vừa nêu được xem là bước đột phá quan trọng và là tín hiệu rất tích cực ngay trước chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Cuba vào ngày 21 và 22 tháng 3 tới. Ngày 11 tháng 3, ngoại trưởng Nga và Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích tham vọng hạt nhân của Triều Tiên đồng thời hối thúc bình nhưỡng nối lại các cuộc đàm phán. Phát biểu tại thủ đô moscow của nga, ngoại trưởng trung quốc vương nghị nhấn mạnh bình nhưỡng cần phải thực thi đầy đủ và toàn diện nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc. Cùng với đó, ông vương nghị cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục nỗ lực để ngăn chặn việc triều tiên phát triển hạt nhân. Về phần mình, ngoại trưởng nga lavrov bày tỏ hy vọng triều tiên sẽ quay trở lại bàn đàm phán và không có những động thái hạt nhân tiêu cực trong tương lai. Ngoài ra, cả hai ngoại trưởng cũng lên tiếng phản đối kế hoạch của mỹ nhằm triển khai hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tại hàn quốc cho rằng điều này có nguy cơ dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Tuyên bố của hai ngoại trưởng Nga và Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã yêu cầu nước này tiếp tục tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân trong thời gian tới. Lầu Năm Góc Mỹ vừa xác nhận đã bắt giữ thủ lĩnh phụ trách vũ khí hóa học của IS tại Iraq trong một chiến dịch triển khai hồi tháng 2 vừa qua. Suleiman Daoud Abaka, còn gọi là Abu Daoud, đã cung cấp cho phía Mỹ thông tin chi tiết về các cơ sở sản xuất và cất giữ vũ khí hóa học của IS, cũng như danh sách 22.000 thành viên ủng hộ IS. Theo bản danh sách, các thành viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới, trong đó còn bao gồm cả số điện thoại gốc gác và những đầu mối liên hệ với gia đình của các thành viên. Ngoài ra, danh sách cũng xuất hiện cả phần tuyệt mật gồm các thành viên sẵn sàng tham gia đánh bom liều chết. Hiện vẫn chưa có lời khẳng định nào về tính xác thực liên quan tới bản danh sách của IS và nó đang được các cơ quan tình báo Anh và Đức nghiên cứu. Tuy vậy nếu chính xác, tiết lộ mới nhất về mạng lưới chân rết được cho là sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia. Để từ đó, nguy cơ về những vụ khủng bố kinh hoàng như tại Paris hồi năm ngoái cũng như những mầm mống khủng bố sẽ được ngăn chặn kịp thời. Ngày 11 tháng 3, phe đối lập Syria khẳng định sẽ tham gia cuộc đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 3 tới. Phe đối lập chính của Syri, Ủy ban đàm phán cấp cao, một nhóm chính trị có trụ sở tại Ả Rập Xê vừa thông báo sẽ tham gia cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ Syri tại Zone, Thụy Sĩ vào ngày 14 tháng 3 tới. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Ủy ban đàm phán cấp cao Salem A. Mesle nêu rõ, lực lượng này tham gia cuộc đàm phán như một phần cam kết đối với các nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt đổ máu và tìm ra một giải pháp chính trị. Theo tuyên bố, phái đoàn Ủy ban đàm phán cấp cao sẽ tập trung vào việc thiết lập một chính quyền chuyển tiếp tại Syria với đầy đủ quyền hành pháp, đồng thời sẽ nêu rõ mong muốn duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của CD. Ngày 11 tháng 3, tổ chức di cư quốc tế IOM cho biết số người di cư đến châu Âu bằng đường biển trong đầu năm nay đã gần chạm mốc 150.000 người, trong đó đã có 455 người thiệt mạng. Như vậy, số lượng người di cư qua đường biển đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2015 khi chỉ có 20.700 người tới lục địa này trong quý 1. đa số người di cư trong đầu năm nay đi qua ngả Hy Lạp 137.160 người còn lại 9.452 người cập bến tại Italia. Theo giới chức Hy Lạp, 47% người di cư tới các hòn đảo của nước này là người Syria, 27% là người Afghanistan, 17% là người Iraq, còn Iran và Pakistan mỗi nước có 3%. Trong khi đa số các vụ người di cư thiệt mạng, 354 người trong đầu năm 2016 xảy ra trên tuyến đường Đông Địa Trung Hải, giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Còn lại 97 trường hợp bỏ mạng khi vượt biển ở Trung Địa Trung Hải, nối giữa Bắc Phi và Italia. Hồi năm ngoái châu Âu đã đón 1 triệu người di cư và Hy Lạp là cửa ngõ chính khi đón nhận tới 853.650 người di cư. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 22 tháng 5 năm 2016. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là quyền và nghĩa vụ của công dân. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử là trực tiếp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức tài xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào quốc hội khóa 14 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh vĩnh phúc cùng với toàn đảng toàn dân toàn quân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.